chào các bạn, hôm nay Thế Giới Máy xin giới thiệu với các bạn sản phẩm động cơ xăng Honda GX390. Chiếc động cơ được sản xuất bởi công ty Honda và được sử dụng rộng rãi trên thị trường hiện nay. Về thông số kỹ thuật của máy, máy sử dụng động cơ xăng 4 thì có công suất là 13 HP, dung tích xi lanh là 389cc, tốc độ vòng quay lên đến 3600 vòng trên phút. Máy có bình chứa nhiên liệu lớn lên đến 6,5 lít, mức tiêu hao nhiên liệu ở vào khoảng 3,5 lít trên 1 giờ. Về ưu điểm của máy, máy có thiết kế gọn gàng, dễ dàng di chuyển. Máy vận hành êm ái, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu hơn do được cải tiến về bình xăng con. Máy khởi động dễ dàng nhờ hệ thống giật nổ, chỉ cần một cú giật nhẹ máy sẽ được khởi động. Động cơ Honda GX390 có rất là nhiều ứng dụng trong cuộc sống, dùng để làm động cơ cho máy phát điện, máy bơm nước hoặc là máy xay sát, máy khoan cắt bê tông. Ngoài ra còn được người sử dụng tin dùng cho việc chạy ghe xuồng, cano. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi, hãy liên hệ đặt hàng qua số điện thoại bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.